chào tất cả mọi người đã quay trở lại với mày đấy, tao tay vào. Anh ra là cắn cái cỏ đi, tao cắn đi đâu. Ui, đó, tao tay vào. Ui, ui là bác gần đứt. Cắn cái cỏ đấy chứ. Cắn đi. Cắn đi. Cắn. Anh để sát răng nó. Cắn. Yếu quá. Cắn nó đâu. Bị yếu quá. Anh cho ngón tay vào thử nó mới vừa. Mày thử đi. Răng nó như răng tỏ nhỉ. Cắn đi. Kỳ. Cắn đi. Cắn gì? Cắn. Anh đấy là mình bóp mà nó còn thế này. Có này mà để cho nó đi chi vận động viên cắn là nó ác ấy nhỉ. Ấy, đấy là mình tự bóp. Ấy, kinh điển rồi. Còn nó mà tự cắn thì kinh lắm ấy. Giống như chân chó. Không làm nàng. Đấy. Nghe nàng đấy. Ừ. Mà khôi. Hả? Sao? Nướng này giống như hôm trước ấy. Giống như anh cũng
này này, con được con chim về ăn mãi rồi, hôm nay vẫn chưa tiêu, nó đi chậm tiêu. Chậm tiêu. Khó chơi. Thì con này ở đây cũng thế, chim sa cánh này ăn nhiều viên lắm. Cái gì không mang đi nhà, thịt luôn ở đây. Ta sợ gì? Không tiêu được thì uống men tiêu hóa. Tao biết tôi làm sao cho nó cắn đi. Thì đúng luôn này. Hôm trước mình mang về nhà thì đi ăn đấy. Thì đúng luôn ở đây. Có gì mà. Con này, nó bảo sách đỏ. Sách đỏ cái gì lên tá này, tao thịt hết. Cắn mập, sách đỏ. Mày ở đây trông nhá. Thì tao về tao lấy đồ. Ướp rồi giấy rồi củi các kiểu. Sao cay đấy. Ừ. Đây, tao cho xuống đây cho mày trông nhá. À, mà trông à, ném nhung nước vào trông. Chú làm nào nhỉ, ở chỗ nào để nhỉ? Đây. Để lại chú cu à? Cho vào chú cu. Nào nó cũng lên được. Cho nó chết không chuột đi này. Cho nó chết không chuột cho đi. Đây, mày trông nhá. Hả? Xin đừng có cho nhé, để tao về tao lấy đồ. Chậu à, tự nhiên mình nhận được ai thì cho người khác. Để ngay ngay nha, lấy chiếc cây nha. Không lấy chuồn. Thôi, nó chơi mất. Lướt ván à, đã cho mày lướt ván luôn.
sa cá nhảy à? Chim sa cá nhảy à? Nhảy. Con này cũng là chim nhỉ? Ôi nhảy. Ôi thích sa. Ôi nó hít nó to thế. Ở à, đây nó đẻ đây. À đánh ra đánh ra. Đánh ra. Nếu mà có trứng anh để lại đi em ăn trứng nhé. Ủi già nó vậy lắm. Ôi. Thế này có mà lấy kim mà bẻ. Mổ được đấy. À đi chơi đi chơi. Rồi kinh điểm. Có trứng anh rồi. Hả? Đâu? Không. Chuyện nhẹ thôi. Ông trước chân thì em mới bảo. Vẫn rào. Ui. Ai à? Ủa. Giống cuồng à bưởi. Ui. Chuột con. Còn mỡ. Ê. Ây mỡ này thì nó chít vào để uống. Hả? Mỡ cá. Cá em mỡ cá. Để đây chuột nha. Thế để mỡ đấy. Để đây thì em toàn uống. Toàn mỡ đi. Thì em nướng mà. Toàn mỡ đi. Thì nó ngon thế. Kinh gì? Ai ui, ui mẹ nó cắn tao. Mày. Mày nó. Này anh ơi nhìn này. Tao sơ sơ vào đâu đây. Nó dài. Ui tao sơ sơ vào đây này. Ui nó cắn cho phát. Ăn thử đây. Ấy. Ui. Cho tao một cuốn với chị cho nó cắn thử. Mày thứ nó cắn vào kia tao. Cắn vào. Nó cắn vào móng tay. Mày đấy. Dãy ngủ dãy à? Đấy. Đấy, trời, cụt luôn, gần cụt. Dãy à? Dãy à? Em đi ăn cái lòng khó này. Nhìn như cái mê gà. Biết được gì cũng ở đâu nhỉ? Dân suối. Anh người ta ngày trưa phóng sinh ra rồi. Sao hơi bắt đầu lớn. Thì anh gây tội ác. Tội lỗi quá. Ơi! Con ông! Tao nhìn thấy nó cũng tội đấy. Nhưng mà thôi cũng kệ. Ê! Ướt ngon tí. Mới cho mồm con cá này. Ừ. Ừ. À, tay sứt. Không cắn được. Hả? Không. Tao đang gây răng. Ấy, cũng sống được. Còn hết cao thôi. Anh để vớt chanh lại để ăn nhé. Rồi có liền quả. Chắc là đây là một chấm siêu kê. Đi tinh đời trai rồi đây. Ui, toàn nghe ướt thế nào đấy. Ui, dồi ôi, cái này. Để đây. Vứt vào đi. Không, để đó. Em nướng mà. Bỏ chó. Bỏ chó. Ai, tay tay sứt. Ui, chà chà, chà 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 chà. Siêu cay, siêu cay. Ướt chấm điện thoại siêu cay ấy.
nước ướp. Nước ướp tao xí. Em đi chặt cảnh nó mùi nhớ mùi lắm. Nó quá khổ. Mày chặt cái que đấy làm gì? Nhóm lửa đây. Nhóm luôn đây. Đã kẹp xong là vừa xong là đẹp. Ừ. Trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Sa, lấy cho mình. Thôi đấy, thôi kệ nó, kệ nó. Đứng, kệ nó cho nó cháy dần để tao đi kiếm thêm củi đã. Ui lại xuống tận rừng kéo kìa. Ui anh đi dùng lấy đi, em ở đây em trông. Trông chỗ. Anh lấy đâu củi kinh đấy. Kẹo đây. Phải hết đấy. Lòng em chắc chín này anh ạ. Ăn. Chưa chín đâu. Sắp. Nó chưa chín. Ôi khéo lửa cháy kìa, cháy vào cá kìa. Thế á? Ừ. Ôi nó tỉ hỉ đây này. Ui. Cái anh khứa đấy. Chả phải khứa ra. Khứa nó nổi. Đây, chắc. Chắc tiếp vào đây. Lật ra nào chưa? Lật một cái. Lật một phát rồi. Món lòng cá của em ngon lắm anh ạ. Ây con này không có tim. Tim thì mới làm gì? Ăn. Đâu xem nào. Đã chín đâu mà xem. Xem. Chạy đâu. Ây anh em mình ăn chia. Ăn chia. Ăn chia. Được rồi. Chạy đây chạy. Chạy đây ngồi cho chó. Từ từ. Xem nào. Có hàng ngon đều chưa nữa. Thử đã. Ở bên trong chưa chín. Chèo thêm mới rau hả? Thế dạ. Gặm. Gặm được. Anh đi rau chèo thêm mới. Mày nướng có biết nướng cháy. Khựa, khựa cho em cái đoạn này. Ăn thử miếng đấy, em cứ được ăn. Đây này à? Đấy rồi. Giòn nhỉ? Mà tôi chỉ hút mỡ lại ra cơm á. Chà chà chà. Ngon lắm. Hả? Có vào. Ấy, cho cái kia vào. Đây. Mới làm gì ấy?
Rồi, nào cái này. Bạch bạch bết đấy. Ăn chắc chết luôn. Mày ăn cái gì mà em kêu chết luôn. Ủa, chín hết rồi. Anh thích ăn cái này không? Ngon nhỉ. Đấy, ngon đấy. Thơm nhỉ. Được, nói chung là được. Đứng từ xa đã thì thơm lắm. Ui, chín rồi. Mày có ăn không? Không. Hả? Nào, nào. Đi, cho ra ngoài thôi, chén, chén. Chén á. Nào. Đi. Chín rồi à. Nào mày đấy mày lật lại. Mày giữ để tao gỡ. Lật lại. Nếu mà tụt tay là rơi xuống dưới. Cho em ăn cái đuôi vây. Còn đâu em ăn tất. Mày ăn tất, mày ăn tự tất. Ăn hộ tao luôn. Ừ nha. Hộ tao luôn. Anh rốt cho em cái dao chặt cả thật. Chặt nó lại hỏng mất cá. Ông mơ mơ sợ. Tí nó là mê. Mê trong mặt từ mò. Thơm chứ. Tao là vòng ấy nhỉ. Câu của em đâu. Tao biết được đúng mày. Kéo anh kia nhảy rồi. Ui giời. Ui giời. Phật chả thơm thế. Nào. Phật chả. Im lại để tao. Ai bọc bọc nào. Ui. Ai bẫy kẹp ấy. Xa lão. Rồi ok. Xa lão. Ui còn thế. Đi một vôi trường thấy em đẹp lên. Ấy, mày lấy cái bát chanh muối đi, chanh ớt, lên lên. À, đây là sản phẩm cá chim, các bạn nha, rất là tuyệt vời. Ai xả, phát biểu cảm nghĩ. Ăn xả phi à? Mày làm gì đấy? Em làm cái đua. Chà. Thôi, anh em mình bắt đầu chén. Anh đi. À, cái miếng da này. Mời các bạn nhá. Anh đun ra nước em đây. Em mở không tí nó ướt tay. Ui da. Da. Ui da đấy. Giòn lắm. Mời các bạn miếng da nha. Thơm ấy. Phải có tí men các bạn. Bẩn tay em rửa luôn. Chuối sạch lắm. Đây, nước ngọt của mày đây. Suối làng em là từ chạy từ trên núi. Da nó rất giòn rồi. À, con bạc bạc đánh bay mệt mỏi. Mày lại đi quảng cáo à? À đâu, cái gì em quảng cáo nhôm. Em giống trong TV quảng cáo kiểu khác. Ui, thằng này nào mà thích ăn cái nầm này nhỉ? Ui, trời. Nầm pía? Không, nầm cá. Ui, thịt sao nó chặt thế nhỉ? Cũng sắt chặt đấy. Ngọt lắm bạn, mời các bạn nhá. Cá lâu năm nó không nhão như cá kia. Ui, thịt nó cứng lắm nhá. Cấm muối hết này. Ăn cứng gì lắm. Tuyệt vời nhá. Chặt rồi đấy. Ngon. Ngon đấy nhỉ. Em cá này chắc phải bằng nửa màu đi. Cái nửa anh bao nhiêu con? À của nó bao con? Chứ tao biết được à. Nhưng mà em ăn được nó. Khoảng tầm đến yến đấy nhỉ. Yến đấy mà. Đó nhỉ. Cái da nó giòn như kiểu cái gì? Nó giòn cái da thơm thơm ấy. Nè, tách. Ấy, cho mình miếng da này.
Ui. Anh mới ăn miếng gai này mình ngon này. Ui chà chà chà. Ui. Ngậy. Quả nơi mới ăn. Em ăn quả đấy bắt là bật ngửa chết luôn. Ngậy quá ngấy. Quả hầm này nó rất ngấy nhá. Thôi thôi. Thôi, chỉ ăn cái đoạn này. Cực kỳ ngon. Miếng này này anh ơi. Ui, giòn à. Các bạn nghe thấy tiếng rộp rộp à. Đại khái là tuyệt vời. Ôi, chân bẩn. Trời mùa này là tuyệt vời nhất khi ngoài đồng. Mấy bữa nữa nắng thì rất là nóng. Anh ăn thì ăn lẫn rồi á. Anh lẫn ăn lẫn rau á. Quên. Ăn kiểu đu mai á. Cá ngon quá, quên mất rau. Này, ăn này, thì rau chụp vào quái xà. Chấm ăn như đu mai. Đu mai. Ngon. Nhìn đã nhỉ. Nhìn ăn cả củ xà. Ngon à. Ngon. Cặp thịt vào, cặp miếng vừa ra vừa thịt nhé. Đại khái là tuyệt vời. Sau phải chế quả gì nó cay hẳn, còn này vẫn chưa cay hẳn. Hơi cay cay nhỉ. Ừ, đúng rồi. Lại chơi núng quả mày xay sinh tố ấy, xay ớt tươi ra, nó mới chuẩn. Ừ. Rồi anh toàn cho ớt bột. Nhưng mà ăn xong về kéo. Ây à. Bạn đi phun thuốc hả bà? Bà ăn cá không? Ăn xong thì phun. Cô kỳ này cứng à. Anh à. Mòi lên mà ăn còn ấy. Chị không hiểu sao thịt cái này chặt lắm nhá. Cứng. Nó là cá già, cá già. Ăn vào ăn thơm, ngay như thịt lợn. Nó là cá già. Mê muốn thịt lưỡi. Chả đâu. Ôi xa. Dài lắm. Ăn cá mà phải nhá luôn cơ. Thích nhất ăn cái thịt loại. Đây gọi là cái gì? Cái này là cái xanh nhất. Không, nhưng mà ngon. Ngày trước ăn cá chấm ấy. Phải ăn những loại người. Cái đoạn lươn gần như là tủy lâu lâu. Các bạn. Ờ. Ai. Xem bộ đây này, quả đầu. Anh cho tay vào. Cú tay. Ờ, anh lấy em cái mồm nó. Đây chính là nhìn nó như con lợn ấy. Anh khâu nó mồm em cho. Em đi lớp em cắn một bạn em. Bọn nó càng cắn tay em. Ui, cắn tay em. Răng nó như răng người đúng không ạ? Kinh kìa. Sợ luôn. Này, chê, môi chê. Anh giống bò này. Môi chê. Môi lồi. Đây cho các bạn xem. Răng nó chả. Wow. Của răng kinh điển. Sắc như răng mình. Sắc xuất sắc. Ui anh ơi này. Thịt này cứng không? Cứng không? Con thịt này con này cứng lắm nhé. Cứng nhỉ?
cá này chỉ có ngoài chuối hoặc là một cái khu nào đấy lâu năm mới có được cái còi như này. Ôi, kéo trên núi xuống ấy nhỉ, nó chạy theo suối ấy. Mày thì đâu núi, núi thì có sư đâu. Sư ba vàng. Biết sư ba vàng không? Không, là sư gì? Cái gì cái vàng à? Chuẩn chuẩn, đúng đấy. Ba vàng trăm tỷ đấy. Ê, ba vàng trăm tỷ. Mày biết sao đấy. Em phải học học người trên bản làm lý thế này rồi uống đi. Làm lý là gì? Cơm hoa đổi ăn. Vâng. Này, cho ăn củ, cho ăn cái mùi. ăn cái mùi kề. Ăn đi. Mẹ mình tí nó theo mày về tận nhà. Anh bà nhặt nhặt tỏi em đầy người này. À, sao trong này tao ướp tỏi mà. Thế? Thế thì mày cho nó ăn thì nó ăn. Không, nhưng mà đấy là ma đói. Ngon thật các bạn ạ. Ngon. Ăn thịt chạy, ăn thơm. Đấy, ngon. Dồi ôi. Mà để ăn nhiều quá chớ các bạn. Ngồi. Nó mà ngon rồi đấy. Không ăn hết thì nó mang về đi tủ mày ăn tiếp đấy. Tao tưởng mày ăn hết đấy, tao ăn đầu thôi. Mày ăn mắt không? Thôi, ngồi lắm giờ rừng là ngồi quá. Đến rừng ấy được các bạn. Con cá này phải 8 cân, 9 cân. Mày anh, bảo em ăn hết một nửa rồi, 4 cân. Mày bảo mày ăn đi chứ tao ai bảo mày nó ủi mặt như mặt cá ngừ. Wow. Thôi. Có. Anh có đi đánh chuột kìa. Đó. Cái gì đi ăn trộm chuột đi. Đâu? Thế á. Có mà. Hai bố con nhà nào ấy. Ngày quá. Phải nói luôn. Chưa thấy từng một con cá chim nó to này. Cái giống này là giống động vật ăn tạp các bạn. Lòng vèo các kiểu động vật chết ném xuống nó chén hết. Thế đi em ăn. Nghe chưa ao nhà anh nhá. Cái con nói với mày không biết nghe. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh matcha tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh matcha tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị
tăng cân đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. À, ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.